Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý ông bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác, anh chị có được vận trình, được bề trên ban phúc, đón cát xô hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý ông bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý ông bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Canh Thân sinh năm 1980, biết được thiên cơ, nổ lộc trúng lớn, gặp thời đổi kiếp giàu sang, tiền vàng nhét nước két. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Thân sinh 1980 thân mến, quá khứ từng có lúc tâm của Canh Thân chỉ có đất trời, chỉ nhìn thiên địa, chỉ tin bản thân và chỉ thuận theo bản tâm bản tính. Cách đây không lâu, có lúc Canh Thân tưởng mọi sự đều đã ổn, an lòng mình đã đạt được hạ mức tối cao của cuộc đời, rón rén thon một chân ra khỏi dòng an toàn cố hữu, mong thành công trong thành tựu, nghĩ được dựng xây một đời vô tư bên cạnh gia đình mà mình yêu thương. Thời gian trước, từng có lúc Canh Thân cuồng ca một khúc, từng có thời điểm bản mệnh hân hoan trong sự si say, tung bay trong men chiến thắng. Rồi cuộc sống không phải là một giấc mơ, cuộc đời là nơi mà Canh Thân là đạo diễn, nhưng kịch bản lại do mệnh số giao cho. Mà kịch bản mệnh số đưa thì thường điềm thêm dài ba chương, bi kịch dăm ba dòng khổ đau. Thật ra tưởng chừng ấy khó khăn, đau khổ dành cho Canh Thân có thể khiến bản thân tự lập, nhưng không, công sức nào chả được đền đáp, công vun trồng nào chẳng được thu hái trái ngọt, sau 9 tháng đầu năm vất vả ngược xuôi. Theo dự ngôn mới nhất, Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch sắp tới, người tuổi Canh Thân chính thức đến hồi Thái Lai bội thu tài lộc, tiền bạc ào ào đổ về nhà, giàu có nhất thiên hạ. Quý bản mệnh tuổi Canh Thân muốn biết cụ thể như thế nào, hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Quý khán giả thân mến, cuộc đời của những người tuổi Canh Thân sinh 1980 có thể được ví như một hành trình dài đầy gian truân và thử thách. Từ khi còn trẻ họ đã phải đối mặt với không ít khó khăn, thậm chí nhiều khi tưởng chừng như gục ngã giữa những biến động của cuộc đời. Canh Thân sinh ra với bản tính mạnh mẽ, kiên cường và đầy ý chí, nhưng chính vì thế mà cuộc đời lại càng thử thách họ nhiều hơn, buộc họ phải không ngừng chiến đấu. Giai đoạn tuổi trẻ của người tuổi Canh Thân thường không mấy suôn sẻ, họ không ngại khó ngại khổ, nhưng vì số mệnh không thuận lợi, nên nhiều lúc công việc, tài chính hay thậm chí cả tình cảm cũng gặp không ít trắc trở, những vấp ngã trong công việc. Những mối quan hệ rạn nứt hay đôi khi là sự thiếu hụt về tài chính khiến Canh Thân nhiều lần rơi vào cảnh bế tắc. Thế nhưng, người tuổi Canh Thân chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Qua mỗi lần vấp ngã, họ lại đứng lên với ý chí mạnh mẽ hơn. Sự kiên trì và nhấn mạnh của họ dần dần được đền đáp. Đến giai đoạn trung vận, cuộc sống của Canh Thân bắt đầu có những chuyển biến tích cực hơn. Công việc tuy không phải là quá đột phá nhưng đã đi vào ổn định. Họ dần có được những thành quả từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, dù đôi khi vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, điều đặc biệt là đến giai đoạn hiện tại, người Canh Thân đã dần hiểu ra một chân lý quan trọng trong cuộc sống: biết đủ sẽ hạnh phúc. Họ đã trải qua nhiều thăng trầm, biết thế nào là đủ để không còn phải đua tranh với đời. Dù có thể không giàu sang, không phải là người có nhiều của cải, nhưng với họ, sự bình yên trong tâm hồn, sức khỏe và những mối quan hệ tốt đẹp mới chính là tài sản vô giá. Khi đã biết đủ, người tuổi Canh Thân nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở việc có nhiều hay ít, mà ở cách họ nhìn nhận cuộc sống. Họ hiểu rằng so với nhiều người khác, họ vẫn còn nhiều may mắn và phước lành. Sự an lạc trong tâm hồn,
niềm vui từ những điều giản dị hàng ngày cùng với tình yêu thương từ gia đình, bạn bè đó mới là điều đáng trân quý nhất. Tuổi Canh Thân sinh 1980 đã trải qua một cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng qua những thử thách ấy họ đã học được bài học quý giá, biết đủ là hạnh phúc. Giờ đây họ có thể nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào và sự thanh thản, bởi họ đã có đủ để sống, đủ để vui và đủ để yêu thương. Người tuổi Canh Thân sinh 1980 cầm tinh con khỉ, đứng ở vị trí thứ 9 trong số 12 con giáp, tuổi theo can chi là Canh Thân. Xương con khỉ, tướng tinh con chó sói, con nhà Thanh Đế Cô Bần, họ mang trong mình mệnh mộc, theo nạp âm là thạch lựu mộc, tức gỗ cây lựu đá. Mệnh mộc này tương sinh với mệnh thủy hỏa, xung khắc với mệnh thổ kim, một loại cây có thể mọc trên đá ở vùng núi cao, thể hiện sự kiên cường như thạch lựu mộc, cũng chính là biểu tượng đặc trưng cho người có tính cách vô cùng can trường, dám nghĩ dám làm. Người mang mệnh này là người quyết đoán, đa phần đều đa tài và giỏi giang, đặc biệt, cuộc sống của họ thuận lợi thành công, cho dù theo bất cứ ngành nghề nào đi chăng nữa. Nguyên nhân bổn mạng nạp âm này nằm trong bình địa mộc, cách nạp âm trong thiên can chỉ có 4 chi giáp, Canh Thân là người được hưởng nhiều tài lộc. Đồng thời, họ còn có tài, giỏi thích nghi không ngừng dương cao trong mọi hoàn cảnh. Vì đặc điểm của thạch lựu mộc là loại cây sinh trưởng ở vùng đất sỏi đá khô cằn, nên có sức sống mãnh liệt phi thường để có thể thích nghi tồn tại được. Canh Thân có đầy đủ hai tính chất của can canh, cứng rắn, sắc sảo, nhạy bén, độc đoán, thích tự lập, ít chịu khuất phục, gan dạ, ưa mạo hiểm, thông minh, năng động. Người cầm tinh con khỉ cá tính, ngoan cường, bất khuất, thiên bẩm lãnh đạo và chỉ huy, Canh Thân tài hoa, không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn, mà còn xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác. Tính linh hoạt này cho phép họ sử dụng tài năng của mình một cách toàn diện. Khi giải quyết vấn đề, họ có khả năng học tập mạnh mẽ và có thể nhanh chóng tiếp thu những kỹ năng và kiến thức mới. Họ có khả năng giỏi về ngôn ngữ, tài năng hùng biện xuất sắc, thậm chí nhiều khả năng ăn nói mà họ có thể thao túng tâm lý người khác. Không chỉ thông minh và đa tài, Canh Thân cũng giỏi tư duy và giải quyết vấn đề. Khi đối mặt với các khái niệm trừu tượng, họ có thể nhanh chóng nắm bắt và áp dụng sự sáng tạo linh hoạt, là một trong những vũ khí mạnh mẽ giúp Canh Thân thành công trong công việc, bởi điều này giúp họ trở nên nổi bật ở nơi làm việc và có thể giải quyết các vấn đề trong nhiều môi trường phức tạp khác nhau. Không chỉ vậy, Canh Thân còn rất dễ thích nghi, nhanh chóng làm quen với môi trường công việc hay mối quan hệ mới, khả năng thích ứng mạnh mẽ nên thường thể hiện tốc độ phản ứng khác. Canh Thân có sự nhiệt tình và chân thành trong ứng xử cuộc sống, họ cũng thường giúp đỡ người khác, luôn sống có trách nhiệm và tôn trọng lời hứa. Vì thế, họ thường là người đáng tin cậy trong nhóm, được người khác tin tưởng, làm điểm tựa. Canh Thân có tinh tế, biết suy nghĩ thấu đáo. Tuy nhiên, họ lại thường không có kế hoạch lâu dài, thích cạnh tranh và hiếu thắng, cũng là đặc điểm tính cách nổi bật của Canh Thân. Canh Thân 1980 nổi tiếng là người nhanh nhẹn, thông minh, nhưng hay hành động vội vàng, nhiều khi chưa tìm hiểu rõ vấn đề đã bắt tay vào làm. Canh Thân có tính cách ngoan cường, không bao giờ chịu đầu hàng, thuộc kiểu đa tài và có năng lực lãnh đạo tốt. Ngay từ khi còn trẻ, rất nhiều người trong số họ đã sở hữu thành tích học tập khủng và thể hiện được tài năng của mình. Vốn là kiểu người sống thực tế, Canh Thân dù tham vọng hay thích cuộc sống ổn định, họ đều muốn sớm tích lũy kiến thức, năng lực và cả tiền bạc. Bước vào tuổi trung niên, vị trí của họ trong xã hội đã được xác định, dù vậy, họ vẫn không ngừng đặt ra những mục tiêu mới. Canh Thân phấn đấu một cách không biết mệt mỏi, đó chính là ưu điểm cực lớn của họ. Canh Thân tham công tiếc việc đến mức họ quên dành thời gian cho chính mình. Đối với Canh Thân, sự bận rộn nhiều khi giúp họ chữa lành rất nhiều, dường như khi lao vào công việc họ mới tìm thấy chính mình. Tuổi Canh Thân thiên can mang chữ canh, có các sao Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Thái Âm, tứ quá với Thái Dương và quá lộc với những người tuổi Canh Thân. Nếu có người cha tài giỏi, có sự nghiệp lớn thì đó là chỗ dựa vững chắc của tuổi Canh Thân sau này. Còn nếu tự thân vận động làm việc, họ có tính cách độc lập, thì tài lộc cũng sẽ tăng nhanh và có tâm lành ý thiện, thì sự nghiệp ngày càng bền vững. Nhờ có phúc tinh thiên đồng quá, nên làm việc ở môi trường có nhiều người nam sẽ thích hợp hơn người nữ. Canh Thân là người năng động, khó ngồi yên một nơi, lúc nào cũng muốn hoạt động cả tay chân lẫn đầu óc. Nếu có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, dễ trở thành người nổi danh trong các lĩnh vực khoa học, nhân văn, ngôn ngữ học, phát minh. Là người thông minh, ứng xử nhanh nhẹn, nắm bắt cơ hội kịp thời,
nếu biết khai thác sẽ rất dễ thành công trong sự nghiệp. Đàn ông canh thân có cá tính, ngoan cường, luôn muốn dẫn đầu, không muốn bản thân bị tụt lại phía sau. Còn phụ nữ canh thân luôn muốn thể hiện bản thân mình, muốn được mọi người công nhận và tôn trọng. Thái độ lạc quan của họ giúp việc giao tiếp và tương tác với người khác trở nên dễ dàng hơn, thậm chí trở thành gương mặt quan trọng trong công việc, từ đó mang lại nhiều cơ hội phát triển cá nhân và nhiều cơ hội hơn. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Canh Thân sinh 1980. Trong thời điểm này, người tuổi Canh Thân sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng dồi dào chảy trong huyết mạch, nguyệt lệnh lâm thay nhập mệnh, mang đến một bộ không khí tích cực, khuyến khích bạn khám phá những điều mới mẻ và thể hiện bản thân một cách đầy mạnh mẽ. Thời điểm này, bạn sẽ không chỉ đơn thuần là một người tham gia trong các cuộc thảo luận, mà còn là người khơi gợi cảm hứng cho những người xung quanh. Với sự nhiệt huyết tràn đầy, bạn sẽ có khả năng phát triển những ý tưởng độc đáo và táo bạo, mở ra những hướng đi mới không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả tập thể. Sự hiếu kỳ sẽ dẫn lối cho bạn, giúp bạn học hỏi thêm nhiều điều thú vị từ cuộc sống. Hãy để khả năng hài hước của bạn tỏa sáng trong những tình huống căng thẳng, biến những buổi họp trở thành những khoảnh khắc thú vị khiến mọi người không chỉ cười mà còn đoàn kết hơn. Thái âm các tinh mang đến vận may sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt thời điểm này. Tài lộc sẽ có những bước tiến mạnh mẽ và bạn có thể cảm nhận được sự dồi dào trong nguồn tài chính. Đây chính là thời điểm vàng để bạn nỗ lực tạo dựng một cuộc sống thịnh vượng, phản ánh đúng tinh thần không ngừng phấn đấu của bản thân. Mỗi thành công trong thời điểm này sẽ như một phần thưởng, là minh chứng cho những cố gắng không ngừng nghỉ mà bạn đã bỏ ra. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều thuận lợi. Tương hại có thể khiến bạn đối mặt với một vài trở ngại do những hiểu lầm có thể xảy ra trong giao tiếp. Bạn hãy nhớ rằng việc cố gắng giải thích có thể chỉ làm mọi thứ thêm rối rắm, thay vì sa lầy trong những tranh cãi. Hãy tập trung vào việc phát triển bản thân để thời gian và kết quả của bạn nói lên tất cả. Đó mới chính là câu trả lời cho những nỗ lực mà bạn đã dồn tâm huyết. Một điều cần lưu ý trong thời điểm này là sức khỏe của tuổi Canh Thân với tinh thần trách nhiệm cao. Bạn thường ôm đồm nhiều việc trong tay, đôi khi quên mất việc chăm sóc bản thân, áp lực có thể khiến bạn cảm thấy cạn kiệt sức lực. Vì vậy, hãy nhớ dành thời gian cho chính mình, hãy tìm ra những phương pháp giúp bạn thư giãn và tái tạo năng lượng như thiền, tập thể dục, hay đơn giản chỉ là những phút giây yên tĩnh bên gia đình. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này hứa hẹn sẽ là một thời điểm thú vị cho tuổi Canh Thân, với nhiều cơ hội và thử thách đang chờ đón. Hãy tự tin bước đi trên con đường của mình, nhớ rằng mỗi khó khăn chỉ là một phần của hành trình. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Canh Thân sinh 1980, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Canh Thân sinh 1980, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, tuổi Canh Thân sẽ được đón chào sự xuất hiện của chính quan, một tín hiệu đáng mừng cho sự nghiệp. Đây là giai đoạn đánh dấu những khởi đầu đầy hứa hẹn, nơi mà những độ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Với tinh thần quyết tâm cao độ, bạn sẽ nhận ra rằng việc không ngừng học hỏi là chìa khóa mở ra nhiều cánh cửa cơ hội. Hãy chuẩn bị cho một thời điểm tràn ngập năng lượng tích cực. Thời điểm này sẽ không chỉ đơn thuần là một khoảng thời gian làm việc, mà còn là thời điểm để bạn bộc lộ khả năng sáng tạo và tư duy logic của mình. Sự thông thái của những bậc tiền bối sẽ là nguồn cảm hứng cho bạn. Hãy lắng nghe và tiếp thu những lời khuyên quý giá từ họ, vì đó chính là kim chỉ nam giúp bạn vươn xa hơn trên con đường sự nghiệp. Nhiều người tuổi Canh Thân hứa hẹn sẽ có khả năng tạo dựng những thành tựu nổi bật, không chỉ mang lại niềm tự hào cho chính mình mà còn cho cả những người xung quanh. Hãy nhìn nhận mọi thử thách như một cơ hội để phát triển và khẳng định bản thân, bởi bạn có trong tay sức mạnh để biến ước mơ thành hiện thực. Tuy nhiên, không phải mọi điều đều suôn sẻ. Trong thời điểm này, nguyệt lệnh lâm thai cho thấy bạn sẽ phải đối mặt với một số quy định nghiêm ngặt từ đội nhóm, có thể trong môi trường làm việc sẽ xuất hiện những phân chia bè phái. Điều này có thể gây khó chịu cho một người chính trực như bạn trong lúc này. Việc linh hoạt và khéo léo trong giao tiếp sẽ là yếu tố quyết định để bạn tránh xa những cạm bẫy. Hãy nhớ rằng, việc giữ vững bản thân mà không cần phải cứng nhắc sẽ giúp bạn bảo vệ mình khỏi những hiểu lầm không đáng có. Hãy luôn giữ vững niềm tin vào bản thân và sẵn sàng thích ứng với mọi tình huống.
Thời điểm này, sự nhẫn nại và sự tôn trọng đối với người khác sẽ mở ra nhiều cơ hội tốt hơn cho bạn trong tương lai. Hãy để những thách thức không làm bạn chùn bước. Ngược lại, hãy xem đó là cơ hội để bạn phát triển và khẳng định vị thế của mình trong môi trường làm việc. Giai đoạn từ sau 15 rằm tháng 10 âm lịch này không chỉ là thời điểm bạn bước vào một hành trình mới trong sự nghiệp, mà còn là cơ hội để khám phá những giới hạn của bản thân. Hãy tự tin bước đi, hãy luôn sáng tạo và giữ vững tinh thần cầu thị, vì thành công đang chờ đón bạn ở phía trước. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Thân sinh 1980 đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Canh Thân sẽ được chứng kiến một bức tranh tài chính tương đối ổn định và khả quan. Tử vi tài lộc trong thời điểm này cho thấy bạn sẽ có cơ hội để hít thở sâu, tận hưởng cảm giác an lòng khi thu chi được cân bằng. Những nỗ lực của bạn trong thời gian qua đang bắt đầu được đền đáp, mang lại cho bạn sự nhẹ nhõm và tự do trong việc quản lý tài chính. Trong bối cảnh tài chính ổn định này, bạn sẽ có thêm một khoản dư dả nho nhỏ để chăm sóc bản thân và những người thân yêu. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn thể hiện tình cảm với gia đình bằng những món quà ý nghĩa. Hãy tạo nên những bất ngờ ngọt ngào vào các dịp sinh nhật hay kỷ niệm đặc biệt của người thân. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng món quà không nhất thiết phải đắt đỏ. Sự chân thành và ý nghĩa mới là điều quan trọng nhất. Dù có nhiều điều tích cực đang đến với bạn, nhưng đừng vì thế mà lơ là hay tự mãn. Tài chính ổn định không có nghĩa là bạn dừng lại ở đó. Hãy chuẩn bị tinh thần để tìm kiếm thêm cơ hội mới nhằm gia tăng thu nhập. Có thể bạn sẽ cảm thấy hứng khởi khi có một chiến thắng nhỏ trong công việc, và bạn có thể tự thưởng cho mình một món đồ mà bạn luôn ao ước. Nhưng hãy giữ cho mình sự tỉnh táo và không sa đà vào việc hưởng thụ. Điều này có thể khiến bạn lạc lối trên con đường tài chính. Một lưu ý quan trọng trong thời điểm này là một số hạng mục đầu tư mà bạn đang theo đuổi có thể yêu cầu một khoản chi tiêu đáng kể. Hãy lên kế hoạch cẩn thận và nghĩ đến các cách để tiết kiệm. Thay vì tiêu một khoản tiền lớn một lần, hãy xem xét việc chia nhỏ các khoản chi, tận dụng lợi thế của thời gian để lên kế hoạch tài chính tốt hơn. Sự thông minh trong chi tiêu sẽ giúp bạn duy trì ổn định tài chính trong tương lai. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, tài chính của bạn sẽ mang lại cho bạn sự bình yên. Nhưng đừng quên rằng sự phát triển là một hành trình không ngừng nghỉ. Hãy tiếp tục khám phá và tìm kiếm những cơ hội mới để cải thiện tài chính của mình. Và luôn nhớ rằng, đôi khi những điều nhỏ bé cũng có thể mang lại giá trị lớn lao. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Canh Thân sinh 1980, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Khi bước vào đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, ngũ hành tương sinh mang lại cho tuổi Canh Thân những tin vui trong vận trình tình cảm. Đây sẽ là thời điểm mà đời sống tình cảm của bạn nở rộ như những đóa hoa trong tiết trời thu mát mẻ, tạo nên bầu không khí ngập tràn yêu thương và thấu hiểu. Dù bạn đang trong một mối quan hệ lâu dài hay chỉ mới bắt đầu tìm hiểu, hãy lưu ý rằng cách bạn tương tác với đối phương có thể tạo ra những thay đổi tích cực. Không cần phải thể hiện những điều lớn lao hay phô trương, chỉ cần bạn khéo léo và tinh tế trong từng cử chỉ, hành động nhỏ cũng đủ để chạm đến trái tim của người ấy. Một nụ cười nhẹ nhàng, một cái nắm tay ấm áp, hay chỉ đơn giản là một ánh nhìn đầy trìu mến cũng có thể khiến mối quan hệ thêm phần khăng khít. Đặc biệt trong thời điểm này, những cặp đôi có thể nhận thấy khả năng thấu hiểu lẫn nhau gia tăng đáng kể. Bằng cách lắng nghe và quan sát, bạn sẽ học được cách yêu thương một cách sâu sắc hơn. Thay vì chỉ trích hay hờn dỗi, hãy để những cuộc trò chuyện trở thành cầu nối, kết nối tâm hồn, giúp cả hai hiểu rõ hơn về những niềm vui, nỗi lo và mong muốn trong cuộc sống. Đừng quên rằng bên cạnh tình yêu lãng mạn, gia đình cũng cần được bạn chú ý và chăm sóc. Hãy dành thời gian cho những bữa cơm đoàn viên, những câu chuyện bên tách trà nóng. Vì đây là nơi mà tình yêu thương thật sự bắt đầu. Khi các mối quan hệ trong gia đình hài hòa, bạn sẽ cảm nhận được một nguồn động lực to lớn để theo đuổi các mục tiêu khác trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là hành động, là sự quan tâm và chăm sóc. Khi bạn đặt tâm huyết vào mỗi khoảnh khắc bên người thân yêu, đó chính là cách bạn đang xây dựng cho mình một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, hãy mở lòng mình và đón nhận tình yêu, cho dù đó là từ người bạn đời, bạn bè hay gia đình. Khi tình yêu chảy tràn trong cuộc sống, mọi khó khăn sẽ trở nên dễ chịu hơn. Chúc bạn có một thời điểm đầy ắp niềm vui và sự kết nối từ những trái tim yêu thương.
Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Thân sinh 1980, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, tuổi Canh Thân cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình, nhất là khi nhị hắc nhập cung chính bắc, báo hiệu một số vấn đề có thể xảy ra liên quan đến đường ruột và hệ tiêu hóa. Dù rằng không có điều gì quá nghiêm trọng, nhưng bạn nên có sự cẩn trọng trong thói quen ăn uống của mình. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý và cân bằng sẽ giúp bạn duy trì được sức khỏe dẻo dai và tinh thần minh mẫn. Đặc biệt, đối với những ai có tiền sử bệnh dạ dày, hãy cẩn trọng hơn với những món ăn cay nóng, vì chúng có thể kích thích tình trạng khó chịu trong dạ dày của bạn. Hãy ưu tiên những thực phẩm dễ tiêu hóa giàu chất xơ và vitamin. Hơn nữa, việc thức khuya cũng sẽ làm gia tăng áp lực cho cơ thể. Do đó, bạn nên xây dựng cho mình một lịch trình nghỉ ngơi điều độ. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp tái tạo năng lượng, tăng cường sức đề kháng và giúp bạn đối mặt với những thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là việc giảm nhẹ áp lực trong cuộc sống. Hãy tìm cho mình những hoạt động thư giãn như yoga, thiền hoặc đơn giản chỉ là những buổi đi dạo thư thái. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn giải tỏa căng thẳng, mà còn giúp tinh thần trở nên phấn chấn hơn. Hãy nhớ rằng, sức khỏe không chỉ là sự vắng mặt của bệnh tật, mà còn là sự cân bằng trong tâm hồn và thể xác. Nhìn chung, tình hình sức khỏe của bạn trong thời điểm này sẽ không có gì đáng lo ngại, miễn là bạn duy trì được cân bằng cuộc sống khi cơ thể và tâm trí hòa quyện với nhau. Bạn sẽ không gặp phải những điều phiền toái trong suốt đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Hãy coi thời điểm này là cơ hội để bạn làm mới bản thân, điều chỉnh lối sống và thói quen của mình. Đừng để những lo toan trong cuộc sống làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Bằng việc chăm sóc bản thân một cách khoa học và có ý thức, bạn sẽ tận hưởng được cuộc sống với một tinh thần lạc quan và sức khỏe tốt hơn. Chúc bạn có một thời điểm sức khỏe dồi dào, tràn đầy năng lượng và niềm vui. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Canh Thân sinh 1980. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp quý bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh 1980. Bước vào thời gian này của tháng 10 âm lịch, tuổi Canh Thân sẽ cảm nhận được sự chuyển biến tích cực trong mọi lĩnh vực của cuộc sống dưới sự ảnh hưởng của các sao cát tinh. Tâm trạng của bạn sẽ trở nên phấn chấn và đầy năng lượng. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn thể hiện bản thân và chuyển mình theo hướng tích cực hơn. Sự sáng tạo của bạn sẽ bùng nổ. Hãy tận dụng thời gian này để bắt tay vào những dự án mà bạn đã ấp ủ từ lâu. Đừng ngần ngại chia sẻ ý tưởng của mình với đồng nghiệp, vì rất có thể bạn sẽ nhận được sự đồng tình và hỗ trợ nhiệt tình từ họ. Cẩm nang dượng vận, hãy chú ý đến các mối quan hệ xã hội trong thời gian này. Sự giao tiếp cởi mở và thân thiện sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội hợp tác mới. Có thể bạn sẽ nhận được những lời mời tham gia các sự kiện, hội thảo hoặc hoạt động ngoại khóa nơi bạn có thể kết nối và mở rộng mạng lưới của mình. Đồng thời, hãy chú ý đến việc tự chăm sóc bản thân. Việc duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần là điều cần thiết. Hãy dành thời gian cho các hoạt động thể thao hoặc thư giãn để giải tỏa căng thẳng. Con số may mắn là 28, 19. Hai con số này sẽ giúp bạn thu hút vận may và thành công trong các giao dịch tài chính hoặc khi đưa ra quyết định quan trọng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần và tuổi Tuất. Họ sẽ mang lại cho bạn những lời khuyên quý báu và hỗ trợ tinh thần trong các dự án mà bạn đang thực hiện. Hãy chú ý đến những người bạn này vì họ có thể là nguồn động viên lớn cho bạn. Màu sắc cát tường là màu xanh lục và trắng. Hai màu sắc này không chỉ mang lại sự bình yên mà còn tạo cảm giác tươi mới, giúp bạn sáng tạo hơn trong công việc. Sử dụng chúng trong trang phục hàng ngày hoặc trong không gian làm việc sẽ mang lại năng lượng tích cực cho bạn. Tiếp theo là tử vi từ ngày 26 tháng 10 đến hết tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh 1980. Trong những ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch mang lại cho tuổi Canh Thân một bầu không khí tràn đầy hy vọng và những điều tốt đẹp. Đây là thời điểm tổng kết những gì bạn đã làm được trong suốt tháng và cũng là lúc để chuẩn bị cho những kế hoạch mới tháng tới. Sự hiện diện của những cát tinh sẽ mang lại nhiều cơ hội bất ngờ, giúp bạn có những bước tiến vững chắc trong công việc và cuộc sống. Trong khoảng thời gian này, các mối quan hệ cá nhân và công việc sẽ trở nên hài hòa hơn bao giờ hết. Bạn sẽ cảm nhận được sự ủng hộ từ những người xung quanh. Đặc biệt là trong công việc,
Hãy sẵn sàng đón nhận những cơ hội hợp tác mới và không ngừng ngại chia sẻ ý tưởng của mình. Cẩm nang dưỡng giận, để tối ưu hóa năng lượng tích cực trong thời gian này, hãy lên kế hoạch cho những mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được. Việc xác định rõ ràng mục tiêu sẽ giúp bạn tập trung hơn và có động lực để hoàn thành những công việc dang dở. Trong lĩnh vực tài chính, có khả năng sẽ có một vài khoản thu bất ngờ. Hãy cẩn thận trong việc chi tiêu và cân nhắc trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào mới. Thời gian này rất thuận lợi cho những ai có ý định mở rộng kinh doanh hoặc đầu tư vào các lĩnh vực mới. Con số may mắn là 30 và 21. Những con số này sẽ giúp bạn trong các giao dịch tài chính và quyết định đầu tư. Đặc biệt, số 21 có thể mang lại những cơ hội mới trong mối quan hệ đối tác. Quý nhân phù trợ, người tuổi Mão và tuổi Hợi. Họ sẽ là những người đồng hành tuyệt vời giúp bạn giải quyết các vấn đề khó khăn và mang lại những ý tưởng sáng tạo. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ họ khi cần. Màu sắc cát tường là màu vàng và màu xanh lam. Hai màu sắc này không chỉ mang lại cảm giác bình yên, mà còn kích thích sự sáng tạo và khả năng giao tiếp của bạn. Bạn có thể sử dụng chúng trong trang phục hoặc trong không gian làm việc của mình. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Canh Thân sinh 1980 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng Thiềm Thừ phong thủy. Thiềm Thừ là biểu tượng của tài lộc và yên lành, là vật phẩm may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia chủ tuổi Canh Thân sinh 1980, nên mọi người thường hay dùng để biến xấu thành tốt trong phong thủy nhà cửa hoặc để tặng bà con, bạn bè thân hữu khi có dịp hình sự. Tượng Tỳ Hưu phong thủy. Tỳ Hưu còn có tác dụng trấn nhà để tránh tà khí. Ta đặt Tỳ Hưu ở các hướng tốt trong nhà như sanh khí, diên niên, phục dị, nhất là hướng sinh khí, thì Tỳ Hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình tuổi Canh Thân sinh 1980 chuyển biến tốt, vận mệnh tốt, được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng trấn nhà. Vì vậy, Tỳ Hưu đã trở thành thần bảo vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của người tuổi Canh Thân sinh 1980. Tượng Khỉ phong thủy. Theo truyền thuyết xưa, thì biểu tượng tuổi Thân có sức mạnh, trí thông minh và lòng nhân từ. Ngoài ra, tượng Khỉ phong thủy tuổi Canh Thân sinh 1980 còn được xem là loài vật may mắn. Từ hầu có nghĩa là con khỉ đồng âm với từ hầu, tước vị quyền quý. Bởi thế mà trong nhiều tranh vẽ, tượng phong thủy tuổi Thân có ý nghĩa là phong hầu, phong chức tước linh vật. Tượng Rồng phong thủy. Rồng là biểu tượng cung cấp năng lượng dương rất mạnh, chủ về vận may trong tình yêu, giúp những phụ nữ Canh Thân sinh 1980 độc thân sống một mình hoặc sống với mẹ. Tượng Chuột phong thủy. Mang tới sự sung túc và thịnh vượng, tượng chuột là con vật có khả năng sinh sản cực tốt, tìm kiếm nguồn thức ăn nhanh. Vì thế mà theo quan niệm dân gian, cứ nơi nào mà có chuột tìm đến thì chắc chắn là nơi đó sẽ có của ăn rất dồi dào. Đặt đúng huyệt trong nhà sẽ giúp Canh Thân sinh 1980 và các thành viên trong gia đình nhận được nhiều tiền của linh vật. Tượng Cá chép phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn. Còn cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm, vô song trong truyền thuyết. Dược vũ môn để hóa rồng là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu nếu muốn thành công cho người tuổi Canh Thân sinh 1980. Tượng Rùa phong thủy. Rùa phong thủy được coi là một trong bốn loài linh vật trấn giữ bốn phương. Những con rùa canh giữ phương Bắc đại diện cho mệnh thủy. Còn một số theo quan niệm xưa, phương Bắc là nơi thu hút tiền tài từ công việc hay kinh doanh, cũng như công danh và sự nghiệp cho người tuổi Canh Thân sinh 1980. Tượng Trâu phong thủy. Trâu vốn được coi là con vật mang nhiều đức tính như hiền lành, bền bỉ, mạnh mẽ, nên nó là biểu tượng của sự an lành, no đủ trong sơ đồ bát quái. Trâu là quẻ khôn chủ về đất đai, thổ tức là sự thịnh vượng bền vững. Vì vậy, tượng trâu có ý nghĩa rất tốt cho người tuổi Canh Thân sinh 1980. Chương trình đến đây xin được tạm dừng.
Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.